chứ. Nó nhảy xuống Bên à trong số phòng 3. này là nó đang cứu thằng xác ướp này, số 4. Ok. Số 4, nó đang cứu thằng xác ướp trong đây này. Bóp đường này, bóp đường này. Bóp cái lỗ bên kia. Cái màu nhảy đâu, cái màu. Này. Hả? Đi đâu? Màu ơi. Để tôi chơi luôn, nhảy lại hả? Vô trong vậy đó. Ờ, nhảy lại cũng được. Ok, thế nhờ để cho nó cứu được thằng xác ướp. Con thằng trên đầu mình nữa nghe. Vậy tôi hiểu, nó cũng nét rồi. Đau thế. Tao cũng được một kill. Ok. Cũng như thế rồi, nhảy xuống nó té chết. Tao một quá, tao một bay không cả. Có người nha, cho một nha. Có máu không số 4? Có nước, có nước. Ờ, được. Còn hai thằng nữa thôi. Chơi luôn. Nó ra ngoài rồi. Ôi boss này, nhiều thế. Ôi. Là đây. Ôi. Đâu vậy? Ôi, nó đang này số 3. Ủa, đâu thấy đâu. Có tôi quốc mà. Chết cho nó chết cho. Đây thấy này. Thấy luôn nằm thấy. Thiệt nằm không thấy mà. Cái đến hai ba kêu luôn trời. Sao có thằng là AFK ở đây nhỉ? Sao chết rồi, tao cầm xe tao lủi hết. Mẹ mày đặt ra đây lút hòm mày. Tao lủi chết chân luôn. Hay là biến vật. Từ từ đấy. Rồi xong. Ủa tên chú trai. Xe kìa. Mark the location. Bên đây à? Watch
Đi không? Thì chết lúc nào rồi? Chết lúc giữa à? Đây nó đang đặt cái trụ hòm ra này. Ê, nó bay dù xuống nè. Mark the location. Ô, có xe trên trên trên. Trên rồi. Nông mù này. Nhà thờ. Ôi. Từng bot chứ. Tôi biết cho màu á. Đã của Nike like, à vâng là trúng đầu luôn, chết luôn à. Hai cầu xanh nữa nhá. Bắn cẩn thận với nó gặp rồi, con đó, hai cầu xanh nữa. Nóc thằng kia không gạt được. Đang smoke kìa. Nó cứu trong đấy à? Ôi. Trời ơi ông ơi, đang công mà ông ném luôn chỗ này. Nhưng mà tôi lia nó luôn rồi bạn. Đâu rồi? Còn đấy, tôi làm ba luôn rồi. Vẫn còn đồng đội. Ông làm ba mà ông giết đồng đội cái này. Sao ấy, sao đâu. Ông gặp nhanh quá, chưa kịp làm gì. Đâm nó luôn. Đối kêu rồi, đâm nó luôn. Ui xin hả? Ok gà. Cháy xe rồi, cháy xe rồi. À, như này là ăn cứt đấy nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đẩy xuống không? Xuống. Chỉ thấy chạy vô trong đây thôi, còn không biết đi đâu. Đây à. Ở đâu bắn vậy trời? Trên đồi. Ra đằng đây. Ủa trên chỗ số 3 còn không? Cứu được. Có rồi. Tôi bị thằng bên đây bắn nè. Ông giết rồi. Thần đây. Nó có lừa dối gì không đây? Lũi nó luôn nghe không? Tôi lũi nó luôn đó. Ồ gà. Từ từ thôi. Lũi nó luôn. Kìa sói chạy này. Tự được chó nè. Đụng chó nè. Chạy. Chạy. Còn bốn chó nữa. Lên xe. Thằng trên đội này mày liều. Nó đâu rồi? Gốc cây. Ê, nó nghe gốc cây yếu. Ê, sau lưng có. Sau lưng. Sau lưng đâu ấy? Trên đồi hay sao? Đi. Lên. AMR nha, bắn nổ xe. Ngó cái tháp cao rồi. Ngó cái tháp cao rồi. Không thấy. Rồi đến lúc nào bắn? Ngoài bo rồi. Không biết. Chỉ có sau này thôi chứ bắn trước thì mình nghe thấy mà. Hoặc là bên này. Ê, có tiếng chân kìa. Rồi, knock. Ô
Ông này hay dừng xe thẳng trước mặt nó lắm nhé. Dễ cút. Có đầu sợ, không sao chết mình được mà lo. Ôi, gần chết rồi kìa. Đùa. Hai đầu một người không chết. Game. What? À, nhảy xuống à. Ảo nha. Game nhiều lúc nó cũng ảo hết nhỉ. Nó khờ dữ trời, nó để cho ông kia lù hết chứ nhỉ. Anh số 3, anh số 4 làm hết rồi. Không có kill nào. Còn 3 kill ấy thấy. Nhường nhá. Cái cơ cơ gì mà không nào bắn mình vậy? Bắn đi nào, cho viên kẹo đồng nè. Bay vô mặt nó luôn. Dạ. Cây đó nhờ. Rồi, đâu xuống kẹp không mà. Đâu ấy? Con hả? Bên chỗ khác tôi á. Còn thằng ở trên câu đó, nóc chưa, nóc chưa? Nóc, 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 nóc. 25 kill luôn cả. Tôi là nhường kill cho mọi người đấy nhá. Nhưng mà căn bản là mọi người chết. Kill làm tôi lát mà. Trong sự lên nó tục. Còn một thằng trước trong khu nhà thôi. Đi ra cho sấy luôn đấy. Ăn trốn kỹ thế. Ở ngoài đồng tìm dễ đến đây. Trong nhà khó ác tìm vãi. Ác thực sự. Nằm ở đâu ấy, bắn ra luôn đi, còn solo cho nhanh. Chết thì thôi, có sao đâu, phải núp nhỉ. Thế cái kiểu này chạy vào nó ngồi trong nhà nó bắn thì cũng giật mình phết đấy nhỉ. Đứng tim rồi. Đứng tim chứ còn gì nữa. Chơi kiểu này chả nhẽ đi đi dò từng nhà một. Mấy cái thằng này nó phải đợi đi vào tầm ngắm của nó rồi không? Cái tầm nó giết được ấy. Chả nhẽ mình bay rơi cho nó bắn à? Nghi lắm. À, đang cầm sói không không đi lục được từng nhà đâu nhá. Thằng cuối là cũng như thằng boss rồi, không có chạy đâu. Ui, mình gà bát rồi, ngồi cuốn máu. Không thằng nghĩ ở trên tầng 2 nhà này. Không thể nào lệch được. Bò đầu lắm, nhanh mày chết. Rồi, ấy đâu, từ từ. Biết mà. Tôi lục từng nhà một thì chỉ có nhà này thôi. Mỗi
nhà nó chưa lọc qua. không thể lệch được. Tính ném qua lửa nhưng mà thôi, mình phải cong cho nó hay gay cấn. Hai sáu kill, 4.000 dam, 4.200 dam. Ra lâu thế nhở? Ủa? Sao ao hết vậy? Ao hết rồi. Tôi tưởng là tôi làm thế là đồng đội sẽ không bao giờ thất vọng chứ. Mà cái vẫn nghĩ ọp luôn rồi. Thôi tôi nghỉ luôn đây. Ọp luôn. Okay, ok. Bye bye bạn nha.